Đây là món canh thường. Tới các bạn xem video. Tôi chờ để làm thịt. Để bí vào lên. Đơn vị đã hoạt động lâu trên chiến trường, những người lính đàn anh từng trải và dày dạn, thường thì đánh quần đùi, áo lót, ba lô thì lép kẹp và đầu trần. Cần đi với tôi cũng chẳng mũ mạng gì sức, người đi đầu trần đã quen mưa nắng, sợi tóc cứng như dễ tre, con người cứng cáp, chẳng hề bao giờ còn biết nhức đầu sổ mũi. Thế đấy, khi còn hậu phương thì muốn nhồi vào ba lô đủ mọi thứ như một bà nội trợ thì sợ ngày mai sẽ thiếu thốn. Thì hãy cứ sống cho hết những ngày mai như thế, xem con người mình còn có khả năng chịu đựng gian khổ đến mức nào. Ngày 5 tháng 11, mình cũng đã có một niềm vui bất ngờ. Hôm qua gặp bố, tình cờ mà gặp giữa đường hành quân. Bố già đi nhiều nhưng tính tình vẫn sôi nổi, chẳng kém gì một thanh niên. Từ ngày bước chân vào chiến trường, mỗi lần nghĩ đến những người thân thuộc trong gia đình, người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là bố. Tại sao như vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nghĩ đến bố ở đây rồi mới chợt nhớ đến mẹ và em gái ở nhà. Anh chị thì ít nhớ đến. Đối với tôi, xưa kia, người cha chỉ gần như một khái niệm, một ý tưởng về sức mạnh và tính nghiêm khắc, và là cái kho không bao giờ cạn để mẹ lấy từ trong đó ra không biết bao nhiêu điều, dẫn chứng mỗi lần mẹ ngồi kể lể chuyện quá khứ và gia đình cho chúng tôi nghe. Có một lần tôi đi cắt tóc về, hồi đó tôi còn đi học nhưng đã lớn. Mẹ tôi thấy tôi để tóc dài liền hỏi: "Mày đã cắt tóc như thế hả?" "Vậy cắt tóc làm sao cơ hả mẹ? Cứ huynh ngắn như bố mày ấy." Tôi cãi: "Cái gì cũng giống bố mày, việc gì cũng làm như bố mày. Bố còn khác, còn khác. Mày đi học ở đâu cái lối ăn nói thế đấy hả Lữ? Con mà làm các cha thì chỉ là đứa hư thôi." Tôi biết đã chót nói một câu hỗn với mẹ, nhưng cũng không hoàn toàn như lời mẹ tôi bảo. Những người cha dù có tinh thần trách nhiệm đến đâu cũng không thể làm thay đổi tất cả mọi việc cho đời con cái mình. Làm sao có thể như thế được? Mặc dù những người cha của lứa tuổi chúng tôi đã làm nên được một sự nghiệp hết sức lớn lao là giành lại đất nước và giữ vững đất nước, mà vạch cho chúng tôi con đường phải đi tiếp, một con đường đầy hy sinh nhưng cũng hết sức vinh quang. Mặc dù chúng tôi đã chịu ơn lớp người sinh ra mình và chúng tôi biết cần phải xứng đáng là những đứa con. Bố, con ghi những dòng này cho bố. Suốt đời bố là một người cán bộ của Đảng trong bộ đội, bố đã đi trên những con đường chiến dịch như thế này từ ngày con chưa đẻ. Điều đó không đủ để cho con anh Hoàng cũng lên là gì? Tự hào hay sao? Con yêu từ những quan niệm và tính tình của bố, vốn muốn con nhiều khi không như thế. Con yêu cả từ anh ấy về quê anh lên bố, cũng như phàn nàn về bố. Không có đó. Hoàn cảnh chăm sóc dạy dỗ chúng con chu đáo, mai ông nghỉ á, cha của những gia đình khác, dạ. Còn nhớ mẹ, nhớ những vẻ đẹp dòng sông trước nhà ta. Từ lúc còn bé, con đã thấy khách mà. Con yêu bố như yêu dãy núi Hồng sau nhà. Chỉ khi được mẹ bế cao trên tay và mẹ chỉ cho, con mới thấy được. Vào giữa tháng giêng, tổ đài trinh sát pháo binh của Lữ đang làm nhiệm vụ giữ đài Q4. Một đài quan sát được đặt ra căn cứ theo phương án của trên để đề phòng địch có thể đổ quân từ phía bên sườn của bộ đội. Đấy là một vùng núi cao, suốt tháng ngày mưa buốt mù mịt, nằm trên sống lưng Trường Sơn. Ngay trước mặt đài đã là những dáng núi Lào rất cao, các đỉnh nằm trên đường biên giới luôn nhấp nhô trong mây mù. Trên lưng chừng các sườn núi, thân những cây xăng lẻ thẳng vút và bạc trắng đứng phơi mình trơ trụi sau nhiều lần địch thả thuốc độc hóa học làm trụi lá. Từ đài Q4, Lữ đi theo một toán trinh sát trắc địa của đại đội tham mưu chừng một tuần lễ. Khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đi theo với trắc địa vào sát hàng rào Tà Cơn. Có một lần, các trinh sát viên chạm trán một toán địch, hai bên gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh em bên ta đi xác định bình đầu phía nam hàng rào, toán lính ngụy có khoảng chừng một chục tên đi đặt thêm hàng rào. Hai bên trông thấy nhau nhưng đều tránh nhau.
Buổi trưa, lúc địch và ta đều rút lui về căn cứ phía sau, Lữ được cửa lại tiếp tục cảnh giới. Trong một lúc bất ngờ, anh chụp được một tên đang ngồi y. Tên lính ngụy hay còn trẻ, da mặt xám đen và khô như người đói thuốc viện. Hắn để một cánh tay áo sơ mi vắt lóng thóng trên đầu gối. Lúc ấy Lữ nghĩ thầm, thằng này cụt tay. Khi hắn đứng dậy, anh ngạc nhiên trông thấy hắn vẫn còn nguyên hai cánh tay lành lặn như một người bình thường. Thằng địch không có súng, hắn luống cuống xỏ mãi chiếc khóa đồng mới thắt xong chiếc quần trước khi giơ thẳng hai tay lên. Lữ chĩa nòng súng, khẩu súng trường vào sát cái gáy hõm sâu có những món tóc lăn xoăn mọc dài chùm cả lên cổ áo. Anh quát khẽ, súng của mày đâu? Thưa anh, em quả thực không có súng. Mày nói dối, mày giấu súng ở đâu? Em đi hàng rào, em để súng ở trong hàng rào. Chỗ nào? Chỗ em vừa làm ban nãy. Vậy thì mày phải quay vào lấy cho được khẩu súng.